Đấy rồi, ok. Anh bếp như này là mình sửa như thế nào anh? Nó cháy ở dưới gầm này nó không chịu phun lên cái họng bếp này. Ok em, gầm xuống cho anh. Nó cầm lên cho anh, bỏ vào bếp lên cho anh. Rồi em bật cái dưới này đi. Đấy rồi, ok. Em bật phát nữa. Rồi ok. Bây giờ em dùng cái lông gà này, em đưa cho anh vào đúng một cái mũi này, em chọc cho anh tí sâu vào trong để con nhện nó chui ra, hoặc là những cái không, cái lông gà, đầu lông gà đất còn gì nó đắp đất rồi. Đây là bệnh tắc kim phun, đây bệnh là tắc kim phun của bếp ga nhá, anh em nên thông cái này đi. Đấy, bình thường là nếu mà bằng nhện thì chúng ta sẽ dùng lông gà, những cái này thì chúng ta không phải là bằng nhện, và cái này nó trong này nó có đất, nó giống như con ong đất, nó đưa đất vào đây ấy. Thì chúng ta phải dùng cái cá lê 80 này nhá. Đây quý vị này, tắc bít ở bên trong này. Không ra nổi luôn này. Cứng đét luôn. Phải lấy cái cọng cắm này. Cái này nó có đất trong này, phải nói là để cách xử lý cũng hơi cứng rồi đây. Đất này quý vị này. Đất đầy trong này luôn này. Sợ chứ. Đây là một con ong đất rồi em ạ. Đất nó vẫn còn đầy trong này anh còn. Đấy, tung ra. Tung ra đầy này. Đấy, tung ra đầy đất này. Đấy, con ong đất. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên này. Vâng. Đây, chúng ta xong chúng ta lại lắp lại nhé. Chú ơi, để ý diệt khuẩn, vi khuẩn ở đây đi nhá. Ok, cứ cầm này. Bắt đầu rồi đây quý vị. Ôi, ngon luôn này. Đây, chứ lại cả bên này nữa, cả hai bên sợ thế nhở. Này, chú phải giật cái ở đi, giờ này chú sửa suốt ngày. Trong trường hợp lửa nó mà đỏ như thế là xong cái lô này hả? Ừ, thông phát hết này, đây là bằng nhận thôi. Ây, rồi, ngon rồi, chú diệt cái vi khuẩn đi nhá. Đấy, trận đấu hết cả hai bên rồi đây. Côn trùng của chui vào. Ngon rồi đấy chú ạ. Chú lấy khăn này cho xin chú bảo dũng rồi chú cái. Xong rồi à? Ngon rồi. Ừ. Ô, chú cũng không được. Đủ chú biết khác.